Chúng ta sang để dạng bài tập thứ 7 là bài tập về rượu đa chức. Trong phần này chúng ta lưu ý rằng là chỉ có polyancol có tối thiểu hai nhóm OH trên hai nguyên tử carbon liên tiếp nhau thì mới tác dụng được với dung dịch đồng hydroxit cho phức chất tan màu xanh lam hay màu xanh da trời đặc trưng. Do đó cái tính chất này được dùng để nhận biết phân biệt rượu đa chức với rượu đơn chức. Thứ hai là cái số nhóm OH được xác định qua phản ứng với kim loại kiềm. Chúng ta có sơ đồ phản ứng là ROHM lần cộng với M nguyên tử natri sẽ sinh ra cái anclad RONA tất cả M lần cộng với M trên 2 phân tử hydro được bóng. Như vậy là số mol của nhóm OH sẽ chính bằng số mol của nguyên tử natri đã phản ứng, thì bằng 2 lần số mol hydro sinh ra và bằng M lần số mol của rượu. Từ đấy chúng ta rút ra được M sẽ bằng là số mol của natri chia số mol rượu phản ứng, hoặc bằng 2 lần số mol của hydro giải phóng chia cho số mol rượu. Lưu ý thứ 3 ở đây là một hỗn hợp rượu cho tác dụng với natri dư, nếu thu được số mol hydro mà lớn hơn một nửa số mol của hỗn hợp thì chúng ta khẳng định hỗn hợp phải có chứa rượu đa chức. Chúng ta xét một số thí dụ sau. Thí dụ 1, đây là một câu trong đề cao đẳng khối A năm 2007. Cho các chất có công thức như sau: HOCl2 CH2OH chữ X, HOCl2 CH2 CH2OH là chữ Y, HOCl2 CHOH CH2OH là chữ Z, CH3 CH2 O CH2 CH3 là chất R, và CH3 CHOH CH2OH ký hiệu là T. Những chất tác dụng được với đồng hydroxit tạo dung dịch màu xanh lam là có bốn phương án: A X Y R T, B X Z T, C Z R T và D X Y Z T. Thế thì lưu ý rằng chỉ có polyancol có tối thiểu hai nhóm OH trên hai nguyên tử carbon liên tiếp mới tác dụng được với dung dịch đồng hydroxit cho dung dịch màu xanh lam đặc trưng. Vì vậy các chất mà tác dụng được với đồng hydroxit ở đây chỉ có là X, Z, T. Vậy đáp án ở đây là đáp án B. Thí dụ thứ hai, rượu no X có phân tử khối là 62 đơn vị carbon. Khi cho 15,5 gram X tác dụng với lượng natri dư thu được 5,6 lít hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Hỏi rằng số nhóm OH trong phân tử X là bao nhiêu? Có bốn phương án: A 1, B 3, C 2 và D 4. Thế thì ở đây chúng ta lưu ý rằng số mol X tính được bằng là 15,5 chia cho 62 bằng 0,25 mol. Số mol hydro phân tử giải phóng ra ở đây sẽ bằng 5,6 chia 22,4 bằng 0,25 mol. Chúng ta tính được số nhóm OH trong phân tử X sẽ bằng là 2 lần số phân tử hydro giải phóng, số mol phân tử hydro giải phóng chia cho số mol X đã phản ứng sẽ bằng 2 nhân với 0,25 chia cho 0,25. Như vậy chúng ta tính ra được số nhóm OH bằng 2 và đáp án chính xác ở đây là đáp án C. Thí dụ thứ 3, ancol X mạch hở có số nguyên tử carbon bằng số nhóm chức. Cho 9,2 gram ancol X tác dụng với natri dư thu được 3,36 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Công thức cấu tạo của X là A CH3OH, B CH3CH2OH, C HOCH2 CH2OH và D HOCH2 CHOH CH2OH. Thế thì ở đây chúng ta có X là mạch hở với số nguyên tử carbon bằng số nhóm chức, nên công thức phân tử của X sẽ có dạng là CnHn cộng 2 OH tất cả N lần. Với lưu ý là rượu đa chức thì N phải lớn hơn bằng 2. Chúng ta có công trình phản ứng như ở trên hình. Từ cái công trình phản ứng này chúng ta suy ra được là số mol hydro giải phóng sẽ bằng N trên 2 lần số mol X đã phản ứng. Thay số vào, chúng ta có N trên 2 nhân với 9,2 chia cho 30N cộng 2. Suy ra là 3,36 chia cho 2,4 nhân với 22,4 sẽ bằng N trên 2 nhân với 9,2 chia cho 30N cộng 2. Với phương trình bậc nhất này, chúng ta dễ dàng tìm ra được giá trị của N bằng 3. Vậy X phải có công thức dạng C3H5OH 3 lần hay công thức cấu tạo của D
Vậy đáp án đúng ở đây là đáp án D. Thí dụ thứ tư, hỗn hợp X gồm hai rượu có tỷ khối hơi so với heli là 17,25. Cho 24,15g X tác dụng với natri dư thu được 7,8 kilolit hiro ở điều kiện tiêu chuẩn. Hai rượu trong X lần lượt là A C2H4OH 2 lần và C3H5OH 3 lần, B C2H5OH và C3H5OH 3 lần, C C2H5OH và C2H4OH 2 lần, và D C3H7OH và C4H9OH. Để làm bài này, chúng ta sẽ dùng những phương pháp loại trừ. Do khối lượng mol trung bình của hỗn hợp X sẽ bằng là 4 nhân với 17,25 bằng 69 gram trên mol. Do đó, chúng ta loại được phương án C, vì khối lượng của C sẽ phải nhỏ hơn là 62 ddc. Mặt khác, chúng ta lại có số mol X sẽ bằng là 24,15 chia cho 69 sẽ bằng 0,35 mol. Số mol hiro giải phóng ra tính được sẽ bằng là 0,35 mol. Nhận thấy số mol X sinh số mol X phản ứng sẽ bằng số mol hiro giải phóng ra. Do đó, trường hợp A và D bị loại. Vậy đáp án cần lựa chọn ở đây là đáp án B. Thí dụ thứ 5, đây là câu trong đề thi đại học khối B năm 2007. X là một ăn cơm rượu no mạch hở, đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, cần 5,6g oxy, thu được hơi nước và 6,6g khí CO2. Công thức của X là có 4 phương án: A C2H4OH 2 lần, B C3H7OH, C C3H5OH 3 lần và D C3H6OH 2 lần. Thế thì để làm bài này, chúng ta sẽ phải đi tìm hai cái thông số. Thứ nhất là số nguyên tử carbon trong X, và thứ hai là số nguyên tử oxy trong X. Ở đây chúng ta có số mol CO2 sẽ bằng là 0,15 mol. Số mol oxy đang đốt cháy là bằng 0,175 mol. Do X là no mạch hở nên chúng ta tính được ngay số mol của X sẽ bằng số mol nước trừ đi số mol CO2. Vậy số mol nước sẽ bằng số mol X cộng với số mol CO2 và bằng 0,2 mol. Ở đây chúng ta áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố đối với oxy, có là số mol oxy trong X cộng với số mol oxy trong oxy phân tử bằng số mol oxy trong nước cộng với số mol oxy trong khí CO2. Từ đấy chúng ta tính được số mol oxy trong X sẽ bằng số mol oxy trong nước cộng số mol oxy trong CO2 trừ đi số mol oxy trong oxy phân tử, và thay số vào chúng ta tính được số mol oxy trong X bằng 0,15 mol. Vì vậy chúng ta dễ dàng tìm được số nguyên tử oxy trong X sẽ bằng là số mol nguyên tử oxy trong X chia cho số mol của X bằng 0,15 chia cho 0,05 bằng 3. Kết hợp cả hai dữ kiện trên thì X phải có dạng C3H5OH 3 lần. Vậy đáp án đúng ở đây là đáp án C.